Rồi, vậy là chúng ta đã hình ảnh hóa hết tất cả mọi cái từ khóa bên trong từng cái nguyên tắc một ra rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng phương pháp kể chuyện để chúng ta nhớ lại hết tất cả 12 hình ảnh này. Và khi chúng ta nhớ 12 hình ảnh này, chúng ta sẽ nhớ luôn được 12 nguyên tắc này. Thì thông cái bước đầu tiên của tôi á, là tôi sẽ vừa làm và tôi sẽ vừa nhắc lại cho bạn biết là cái từng hình ảnh nó gắn với lại một cái nguyên tắc nào. Nhưng mà nó sau đó thì tôi sẽ dẫn dắt cho bạn thấy được rằng là chỉ cần ngay lập tức tôi kể lại một cái câu chuyện với các hình ảnh thôi. Và sau đó tôi sẽ kể lại được rằng 12 nguyên tắc tương ứng với 12 hình ảnh mà tôi nhớ. Và xa hơn nữa, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy được rằng là gì? Không cần nhất thiết là bạn phải ngồi bạn liệt kê ra từng hình ảnh một, mà ngay lập tức tại từng câu bạn làm, bạn đã có thể ngay lập tức bạn tạo hình ảnh, bạn gắn liền. Thì khi đó việc bạn thấy được rằng là để nhớ được một cái điều gì đó trong một khoảng thời gian cực ngắn, cực nhanh, cực hiệu quả. Và nó sẽ giúp cho bạn nhớ rất lâu. Bởi vì sao? Những cái bạn muốn nhớ nên là những cái mà bạn thấy nó tâm đắc và bạn muốn vận dụng nó mỗi ngày, thì phương pháp trí nhớ sẽ rất hữu hiệu cho bạn. À, ngoài ra bạn cũng nên nhớ nhé, phương pháp trí nhớ còn có thể giúp cho bạn thuyết trình, có thể giúp cho bạn tác động đến được việc ghi nhớ của người khác. Bởi vì sao? Bạn phải biết cách để làm cho người khác động là những gì bạn nói mà, đúng không nào? Nếu không, người khác không động là những gì bạn nói hết thì là vô nghĩa. À, rồi. Vậy bây giờ chúng ta hãy xem nhé. Đầu tiên đó là con heo. Tôi thấy nguyên con heo Đức. Tự nhiên không, con heo Đức tượng trưng cho 10% tiết kiệm. Cái sau cái tự nhiên không, con heo Đức này nó chạy đập vô tim tôi. À, vậy là việc nó đập vô tim tôi như vậy, tức là gì? Là phải luôn chịu trách nhiệm về chính mình. Hình ảnh trái tim được đập vô rồi. Và lúc đó tự nhiên không, con heo Đức ở đây nè, nó bắn ra thật là nhiều tiền và có và nhiều người lụm tiền và trở nên giàu có thành công hơn. Thì khi đó là gì? Tức là gì? Càng có nhiều tiền thì ta sẽ càng giúp được nhiều người. Và khi mà nhiều người đó lại đó, họ chạy lại gặp mình, thì lúc đó tôi đưa ra cho họ một bản cam kết để họ ký vào, một cái bản hợp đồng để họ ký vào, đúng không nào? Đó chính là gì? Phải giữ vững cam kết. Và sau đó tôi cầm cái bản cam kết của họ, tôi quăng ra ngoài cửa sổ. Thì bạn thấy được rằng ở đây cái số 5 đó chính là gì? Mở lòng để nhận phản hồi. Tức là quăng qua cửa sổ, tôi lấy cái hình ảnh đại diện của việc mở lòng là quăng qua cửa sổ, đúng không nào? Vậy là thế là tôi sẽ nhớ được cái yếu tố là phản hồi. Và từ ngoài cửa sổ đó sẽ có một chuyện gì sẽ tới, một cái cuốn sách nó bay vô trên tay tôi và tôi thấy lại được những cái ngày tháng tôi bị té. Vậy tức là gì? Không có thất bại mà chỉ có bài học kinh nghiệm. Tôi lấy hình ảnh cuốn sách để làm lại gì? Rồi, đang trong quá trình đọc cái cuốn sách như vậy thì tự nhiên không, tôi thấy có rất là nhiều người xung quanh tôi cười rơm rã, họ đều là những con người vui vẻ, tích cực, những con người giàu có và thành công. Vậy là nó tương với một nguyên tắc, đó là gì? Nguyên tắc là hãy luôn luôn bao quanh mình những con người tích cực. Rồi đang trong lúc đó, tự nhiên không, tôi biến thành một cái một, tôi biến thành một anh lính cầm cây súng. Anh lính cầm cây súng đại diện cho cái gì? Như đây bạn có thể thấy, nó chính là đại diện cho việc tự kỷ luật với chính mình. Và khi anh lính đang cầm cây súng, thì lúc này anh lính bắn cái đùng, tự nhiên không, có một cái bóng đèn nó hiện ra. À, và cái bóng đèn sáng rưng này, nó đại diện cho cái gì? Nó đại diện cho tư duy và giải pháp thay vì vấn đề. Và cái bóng đèn đó, nó tỏa một cái ánh sáng im dịu xuống. Cái thế là nó khiến tôi cảm thấy rất là vui và tôi mọc cánh, tôi bay, bay. Vậy việc mọc cánh bay nó đại diện cho việc gì? Bởi vì chúng ta đã biết ơn cuộc sống này, chúng ta cảm thấy thăng hoa và cho nên chúng ta có cánh. Đó là hình ảnh mà tôi đã cho. Cái hình ảnh lúc nãy là biết ơn nó đại diện với việc là một cánh bay, đúng không nào? Và trong quá trình bay thì tôi thấy có một cái đầu lâu trên cái nón của người ăn xin. Vậy tôi sẽ nhớ được rằng là gì? Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi. À, và vô tình lúc đó tôi nhìn đi chỗ khác, thì ngay khi tôi vừa mới nhìn đi chỗ khác thì lập tức có rất là nhiều máy bắn tiền vô người tôi. À, vậy thì đó là gì? Thu nhập thụ động. À, rồi tôi đã kể xong câu chuyện cho bạn rồi. Hãy để tôi bây giờ sẽ kể lại đơn thuần cái câu chuyện với các hình ảnh thôi, mà không giải thích các nghĩa, các từ khóa liên quan đến nó nữa nhé. Rồi, đầu tiên nè, tôi sẽ có một chú heo Đức. Nó bay đập thẳng vào tim tôi và từ đó nó bắn ra thật là nhiều tiền và những người lụm được đồng tiền trở nên giàu có thành công hơn. Rồi họ chạy lại, họ cảm ơn tôi. Tôi đưa cho họ một bản hợp đồng để ký. Khi họ đưa, tôi cầm cái bản hợp đồng đó, tôi quăng ra ngoài cửa sổ. Lúc tôi quăng ra ngoài cửa sổ thì ngoài cửa sổ nó bay vô lại một cuốn sách cho tôi. Và lúc mà tôi đang cầm cái cuốn sách đó thì tôi thấy xung quanh mình rất là nhiều người thành công và giàu có đang cười rơm rã. Và lập tức tôi biến hình trở thành một anh lính cầm cây súng. Tôi bóp cò cây súng một cái, hiện ra cái bóng đèn. Cái bóng đèn này tỏa sáng làm tôi cảm thấy mọc cánh và bay lên trời. Đang bay lên trời thì tự nhiên không, tôi nhìn xuống tôi thấy có một cái nón, có cái đầu lâu. Tôi buồn quá, tôi nhìn đi chỗ khác thì lập tức rất là nhiều máy bắn tiền bắn vào người của tôi.
Vậy là hết câu chuyện. Tức là qua hết 12 cái. Bây giờ hãy để tôi nói lại 12 cái cho bạn nghe nhé. Để gọi là để chắc cú đi ha. Tôi sẽ nhắm mắt. Tôi sẽ nhắm mắt lại để mà tôi sẽ nói cho bạn. Đầu tiên, đó chính là cái gì? Con heo đại diện cho tiết kiệm 10%. Thứ hai, đó chính là tập vô tim là đại diện cho việc là sống có trách nhiệm. Thứ ba, đó chính là bắn tiền mà nhiều người lận tiền. Đó chính là càng có nhiều tiền thì chúng ta sẽ càng giúp được nhiều người. Thứ tư là họ lại cảm ơn và tôi cho họ ký cam kết. Tức là gì? Phải giữ vững cam kết. Thứ năm là tôi quăng bản cam kết nó ra ngoài cửa sổ. Tức là hãy mở lòng mình với những phản hồi. Và lúc này tôi thấy một cuốn sách bay vô cầm trên tay. Tức là cái gì? Tức là phải không có cái gì là thất bại mà tất cả chỉ là bài học. Đang trong quá trình đọc cái cuốn sách đó thì tôi thấy rất là nhiều người xung quanh tôi nói cười rơm rã và họ là những người hạnh phúc và thành công. Thế nữa đồng nghĩa với việc là gì? Hãy bao xung quanh mình những con người tích cực. Thứ 8 là tôi lập tức biến thành một anh lính, tức là phải tự kỷ luật với chính bản thân mình. Thứ 9 đó chính là tôi bóp cò và hiện ra một cái bóng đèn tỏa sáng. Đó chính là gì? Tư duy về giải pháp thay vì tư duy về vấn đề. Thứ 10 là cái bóng đèn này cảm thấy tôi dễ chịu quá, cái là tôi mọc cánh tôi bay, tức là hãy sống biết ơn. Thứ 11, đang bay, tôi gặp thấy được cái đầu lâu trong cái nón của người ăn xin. Tôi biết được rằng nguồn nghèo khổ là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Và câu cuối cùng, tôi nhìn đi chỗ khác thì tôi thấy rất là nhiều máy bắn tiền cho người tôi. Tức là hãy luôn luôn tạo ra thu nhập thụ động. Vậy đấy, nếu bạn có thể, bạn thấy được rằng tôi dám cáo với bạn, nếu bạn nghe từ nãy giờ bạn đã lập tức có thể nhớ câu chuyện của tôi rất dễ dàng. Và bạn hoàn toàn có thể chuyển nó lại thành 12 nguyên tắc. Bạn thấy không? Chỉ bằng một việc đơn giản như vậy, bạn đã có thể hoàn toàn ghi nhớ rất là nhanh. Và bạn lặp đi lặp lại cái này như một lời tuyên thệ mỗi ngày của mình, thì bạn sẽ thấy được rằng nó càng hiệu quả hơn rất là nhiều. Sẽ giúp cho bạn học hỏi và tiến xa hơn trong cuộc sống. Nó đi rất là xa, bởi vì có những thứ bạn thấy tâm đắc và bạn cần nhớ ngay lúc đó, thì hãy áp dụng nó để nhớ. Và dần dần nó sẽ khiến cho bạn tốt hơn. Hoặc thậm chí bạn không cần nhớ cũng được, bạn đọc nhiều, bạn trải nghiệm nhiều, bạn cũng sẽ nhớ nó thôi. Nhưng có những cái bạn muốn nói cho người khác và thuyết phục người khác để nhớ, hoặc là làm sao cho họ ấn tượng về những gì bạn nói, có gì để động lại trong họ, thì dùng các phương pháp này, bạn có thể giúp cho họ nhớ được những gì bạn nói một cách hiệu quả hơn, đúng không nào? Đây là một trong những cách rất thú vị, là pitching, đi thuyết trình, hoặc đi kinh doanh, thu hợp dự án, hoặc là bất kỳ điều gì. Bạn càng tự tin trong trí nhớ bạn bao nhiêu, bạn sẽ càng khiến người khác cảm thấy tự hào. Và không phải cảm thấy tự hào mà là cảm thấy tin tưởng bạn hơn. Bởi vì giữa một nhân viên bán hàng có thể nói về những gì mình làm, dù bạn là người mới gia nhập, nhưng bạn có thể nhớ được cái công dụng của sản phẩm. Bạn có thể tư vấn một cách mà không cần nhìn vào tài liệu, một cách rất dễ dàng, so với lại một nhân viên phải thường xuyên nhìn tài liệu để mà tư vấn cho khách hàng. Thì chắc chắn bạn là người mới và bạn sẽ có bước tiến xa hơn người khác. Bởi vì người khác nhìn vô bạn như là gì? Ồ, thằng này nhìn trẻ mà nó có vẻ rành vậy. Nhưng ai ngờ được rằng là bạn đã có thể nhớ một cách rất hiệu quả và rất chính xác. Bạn không cần học thuộc lòng, càng học thuộc lòng càng quên. Nhưng bằng cách này bạn có thể nhớ nó ngay lúc đó. Và bởi vì bạn đã nhớ nó, bạn lặp lại, bạn đi tư vấn khách hàng thông qua thời gian đó. Việc lặp đi lặp lại cộng thêm cái việc trí nhớ ban đầu, nó sẽ thúc đẩy cái việc ghi nhớ những cái công việc của bạn một cách hiệu quả hơn. Như tôi nói lúc nãy, thì không nhất thiết là bạn phải ngồi liệt kê ra biến thành hình ảnh của từng cái xong hết rồi bạn mới làm, mà bạn hoàn toàn có thể làm liền ngay tức thì. Như là lúc tôi làm như thế này, là khi mà tôi nhờ vô tôi đọc cô là luôn tiết kiệm 10% thu nhập, tôi nhớ ra liền là có con heo. Tôi thấy được cái đó, đúng không? Hoặc là tôi thấy hình ảnh như thế này, tôi thấy được rằng mình cầm chặt cái đồng tiền của mình. Dụ nha, giờ tôi kể câu chuyện nha. Tôi thấy vừa cầm chặt đồng tiền nhìn, phải luôn chịu trách nhiệm về mình. Tôi thấy tôi đọc vô người bụp. Ngay lập tức tôi tạo ra hình ảnh và tôi làm liền ngay lúc này. Giờ thấy là vừa cầm tiền vừa đọc bụp. Đó nghĩa là tiết kiệm 10% số tiền của mình và chịu trách nhiệm về mình. Rồi xong cái thứ ba là càng có nhiều tiền sẽ càng giúp được nhiều người. Bởi vì tôi đập một thì tự nhiên không tiền trên tay tôi nó bung ra thật là bự. Bởi lúc tôi quăng ra tôi đưa cho thật là nhiều người và họ sẽ trở nên hạnh phúc và thành công giàu có. Ví dụ vậy, thì khi đó bạn có thể thấy được một điều rất là thú vị, đúng không nào? Đó là gì? Chỉ bằng một cái vừa rồi thôi, tôi vừa đọc từng câu, tôi vừa nghĩ ra hình ảnh và tôi liên kết nó liền với các hoạt động của tôi, thì khi đó tôi đã tạo ra được ba cái nguyên tắc đầu tiên dựa trên cái câu chuyện tôi vừa mới làm. Tôi sẽ nhớ được nó rồi. Thì tương tự như vậy, khi mà bạn gặp một bất kỳ một vấn đề gì mới, bạn hãy làm tức tốc như vậy và nó sẽ giúp cho bạn hiệu quả hơn trong cái việc ghi nhớ những cái điều mà bạn cần ghi nhớ sau này. Hãy chọn ghi nhớ những điều thật sự đáng giá với mình. Bạn nhắc